Tiếp tục là số 6 bên phía đội chủ nhà. Đây là Trần Gia Bảo. Vẫn còn. Đường chuyền vào trong của Lê Vũ Thái khá nguy hiểm. Đường tạt bóng của Hồ Sĩ Bình. Tấn Hưng làm gì đây? Cú sút Trần Hoàng Sảng không vào. Cú sút hơi cận chân của số 8. Bóng đi không được như ý. Với đường chuyền vào của Hồ Sĩ Bình. Nhịp đầu tiên đến từ Tấn Hưng. Nhả bóng lại cho Trần Hoàng Sang đưa ra cú dứt điểm. Hơi nhẹ so với đà di chuyển của Trần Hoàng Sang. Trần Phúc Tá. Đường chuyền dành cho Tấn Dũng. Tiếp tục là số 9. Đường căng ngang không thành công. Khá nguy hiểm. Và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho U7 Sông Lam Nghệ An. Với một tình huống phối hợp đá phạt góc rất đẹp đến từ đội bóng áo vàng. Và người ghi bàn cho U7 Sông Lam Nghệ An có lẽ rằng đó là cầu thủ mang áo số 5 Trần Đông Thức. Và đi bóng không thành công của Trần Nguyên Vĩ. Bảo bóng rất hay đến các cầu thủ áo vàng. Sút xa. Và tỷ số được nâng lên 2-0 cho U7 Sông Lam Nghệ An. Với một cú sút quyết đoán của Hà Đức Nguyên. Rất nhanh. Chỉ trong vòng có ít phút thôi thì U17 Sông Lam Nghệ An đã có hai bàn thắng để vươn lên dẫn trước U17 FB Banh Hóa Anh Gia Lai. Cú sút quá tốt đến từ vị trí của Hà Đức Nguyên. Đường chọc khe khá tốt nhưng nó vẫn là quá mạnh so với đà di chuyển của Trần Nguyên Vĩ. Ghi hai bàn thắng vào lưới của thủ thành Dương Quốc Huy. Đội trưởng Tấn Dũng đường chọc khe rất nhanh. Đây là số 11 Nhật Sang. Làm gì đây? Tiếp tục là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 dành cho U7 Sông Lam Nghệ An. Những phút thi đấu thăng hoa của các học trò ông Phan Tiến Hoài. Trong vòng 3 phút đã có hai bàn thắng. Những pha phối hợp như trong sách giáo khoa của U17 Sông Lam Nghệ An. 3-0 rồi. Một kết quả rất bất ngờ cho đến giờ phút này. Và không thể tin được là chỉ trong vòng có 29 phút thôi thì Sông Lam Nghệ An đã khoan thủng hàng phòng ngự của U17 Sông FB Banh Hoàng Gia Lai 3 lần. Với những tình huống khá dễ dàng. Sẽ là đường chiều bóng của Thanh Tú. Treo bóng vào trong. Không có ai đứng chống trong tình huống bóng hai vừa rồi. Phản công dành cho U7 Sông Lam Nghệ An. Đường chuyền là của Ngọc Sơn. Tiếp tục là một tình huống phạm lỗi của đội trưởng Gia Bảo với đội trưởng Tấn Dũng. Hai người mang băng đội trưởng và chạm với nhau trong tình huống bóng vừa rồi. Đường chuyền vào của Thanh Tú. Đánh đầu. Tiếp tục là Gia Bảo không vào. Cú sút của số 10 được chặn lại bởi số 20 Cao Hoàng Đạt bên phía Sông Lam Nghệ An. Tình huống đã phạt góc tiếp theo. Đây là Tấn Hưng. Tiếp tục là Tấn Hưng làm gì đây? Vẫn là sự xuất sắc đến từ thủ thành Trần Văn Đạt. Bóng chạm tay. Và trọng tài Phan Thanh Tâm đã chỉ tay về
11m. Một hiệp đấu quá hấp dẫn của U17 Sông Lam Nghệ An và U17 LB Bành Hoàng Gia Lai. Phút thứ 40 của trận đấu này sẽ có 11m dành cho U17 LB Bành Hoàng Gia Lai. Và người thực hiện sẽ là đội trưởng Trần Gia Bảo. Cơ hội không thể tốt hơn dành đến cho đội bóng áo xanh có thể rút ngắn tỷ số trận đấu này. Gia Bảo đã hai lần thành công trên chấm 11m. Và lần này sẽ đối đầu với Trần Văn Đạt. Rất hồi hộp và hấp dẫn. Gia Bảo, và tỷ số được rút ngắn, số là 1-3 dành cho đội chủ nhà. Cú sút quyết đoán khi chính diện không thành của thủ thành Trần Văn Đạt. Tiếp tục là một đường truyền dài. Đây là Tấn Hưng. Tiếp tục là số 22 bên phía đội chủ nhà, Trần Gia Bảo. Trần Hoàng Sang, Thanh Tú, Trần Nguyên Ghi, không vào. Và dường như đó là lỗi việt vị của số 16, chứ không phải là một tình huống dứt điểm của Nguyên Vĩ. Người cướp được bóng là số 11, Nhật Sang. Tiếp tục là số 11. Vượt qua được Chí Dũng rồi, tung ra cú dứt điểm, không vào. Và đi bóng rất hay của tiền đạo mang áo số 11 bên phía U17 Sông Lam Nghệ An. Đây là Bạch Dương. Tiếp tục là số 6. Đường truyền dành cho Đức Nguyên. Căng ngang không thành công. Lợi thế dành cho đội chủ nhà. Và chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này đã được rút ra dành cho Quán Thành Công, cầu thủ mang áo số 4. Đường treo bóng vào trong, khá nguy hiểm. Cắt bóng rất nhanh đến từ Nhật Sang. Nhật Sang đối đầu với Dương Quốc Huy. Không có bàn thắng dành cho U17 Sông Lam Nghệ An. Với một cú sút đưa bóng đi khá cao so với khung thành của thủ thành Dương Quốc Huy. Một cơ hội quá ngon lành dành đến cho Hồ Hữu Nhật Sang, cầu thủ mang áo số 11. Thi đấu tốt nhất trong 11 đội bóng thì suất tiếp theo sẽ thuộc về đội bóng có thành tích thứ 3 tốt hơn. Vẫn không vào. Có bàn thắng không? Và lần này là lỗi việt vị của số 20 rồi. Đường truyền dành cho Tấn Hưng. Và đó là một đường truyền quá sâu. Tấn công dành cho U17 Sông Lam Nghệ An. Đường truyền của Nhật Sang. Có lẽ sẽ là một tình huống đá thẳng của đội trưởng bên phía U17 Sông Lam Nghệ An. Cú sút của Tấn Dũng đi thẳng vào vị trí của thủ thành Dương Quốc Huy. Không có gì quá nguy hiểm với Dương Quốc Huy trong tình huống này. Anh lựa chọn đường chuyền là của Trần Thanh Tú. Và bắt bóng an toàn đến từ thủ thành Trần Văn Đạt. Cú sút khá tốt. Đây là đội trưởng Trần Gia Bảo. Dương Bảo Quốc. Cú sút xa, không thành công. Đường truyền của Trần Hoàng Sang. Tiếp tục là Dương Bảo Quốc. Rất dẻo, bóng vẫn còn. Những nỗ lực của Bảo Quốc mang về cho U17 LB Bành Hoàng Gia Lai một tình huống đá phạt góc tiếp theo.
chéo bóng vào trong. Vẫn không vào với Phan Chí Dũng. Đường truyền vào trong, đánh đầu không thành công. Và băng vào vừa rồi là của Nhật Sang, nhưng không thể kịp chạm bóng trong tình huống vừa rồi. Bóng vẫn còn trong chân của U17 Song Bam Nghệ An. Vẫn không vào. Cú sút trượt bóng của số 11 Hồ Hữu Nhật Sang. Đây, tiếp tục là Lê Văn Vượng. Qua người thành công rồi. Sau đó là một đường chuyển hơi nhẹ. Thẻ vàng đã được rút ra với số 8 Trần Hoàng Sang. Với tình huống phạm lỗi với Lê Tấn Dũng. Và tỷ số được nâng lên 4-1 dành cho U17 Song Lam Nghệ An. Với tình huống phán đoán sai hướng bóng của thủ thành Dương Quốc Huy. Cái lòng chân trái quá ngoan của số 19. Và bàn thắng vừa rồi cũng là dấu chấm hết cho những cố gắng của U17 EB Banh Hoàng Gia Lai đến với trận đấu này. Tình huống bắt bài không tốt đến từ thủ môn Dương Quốc Huy. Khi anh bắt bài cú, có lẽ đây sẽ là tình huống bóng cuối cùng của trận đấu này. Thanh Tú. Tiếp tục là số 6. Những tình huống bóng lộn xộn. Lê Ngọc Huy. Dương Bảo Quốc. Vẫn là đội bóng áo xanh. Và ngay lúc này thì tiếng còi của trọng tài Phan Thanh Tân cũng đã cất lên. Và kết thúc 90 phút thi đấu trong cuộc đối đầu của U17 Song Lam Nghệ An đối đầu với U17 EB Banh Hoàng Gia Lai. Với một chiến thắng quá ngọt ngào dành đến cho các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài. Và xin chúc mừng U17 Song Lam Nghệ An với 3 điểm có được. Và mọi thứ vẫn đang ở phía trước với U17 EB Banh Hoàng Gia Lai. Với hai trận đấu phía trước. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những màn thể hiện tiếp theo của các học trò huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hiếu.